Thưa quý vị, hiện nay chỉ với các thiết bị di động thông qua ứng dụng Zalo của Tổng đài 1022, người dân Đà Nẵng đã có thể nhanh chóng tiếp cận nguồn tin chính thống về thông tin dịch tễ, lịch trình di chuyển của các ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng một cách kịp thời, chính xác, tránh bị hoang mang, lo lắng trước những thông tin trên mạng xã hội. Ứng dụng cung cấp thông tin dịch tễ, mối quan hệ với các bệnh nhân khác, các địa điểm bệnh nhân từng đến, xem thông tin nguồn lây và người bị lây đối với các từng bệnh nhân. Để kịp thời phòng tránh hoặc chủ động liên hệ khai báo y tế nếu liên quan, người dân có thể chọn các hình thức tra cứu qua ứng dụng Zalo bằng cách mở Zalo, truy cập fanpage Tổng đài 1022 Đà Nẵng, vào menu COVID-19, chọn thông tin dịch tễ, nhập số thứ tự ca bệnh hoặc tên bệnh nhân, hoặc truy cập cổng dữ liệu mở thành phố tại địa chỉ cổngdữliệu.vn hoặc thông qua API để tích hợp vào các ứng dụng khác. Có thể thấy là diễn biến phức tạp của COVID-19 thì việc ứng dụng công nghệ nhằm phát hiện sớm những trường hợp nhiễm bệnh và khoanh vùng chính xác những người nghi nhiễm, hạn chế việc cách ly trên diện rộng là rất quan trọng. Với việc giải quyết được những lo ngại trên thì ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone ra mắt đã góp phần đưa cuộc sống sớm trở về trạng thái bình thường. Ứng dụng Bluezone ra mắt từ tháng 4 vừa qua đã có mặt trên cả hai nền tảng thông dụng nhất hiện nay là iOS và Android và được chính phủ lựa chọn làm chiến lược ứng phó nhanh trong công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với cơ quan chức năng, ứng dụng Bluezone sẽ giúp nhanh chóng khoanh vùng, xác định người có khả năng lây nhiễm COVID-19. Như vậy, công tác dập dịch sẽ được triển khai chính xác, hiệu quả, không bỏ sót đối tượng. Chiếc điện thoại của tôi đã cài đặt ứng dụng Bluezone với biểu tượng màu xanh như thế này. Và khi đã cài đặt ứng dụng thì những chiếc điện thoại có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách là 2m và tự động ghi lại lịch sử như là giao tiếp vào lúc nào và trong khoảng thời gian bao lâu. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay thì các cửa hàng thực phẩm hoạt động trong thời gian này có thể tiềm ẩn các nguồn phơi nhiễm từ việc tiếp xúc gần với nhiều khách hàng. Vì vậy, ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone trên smartphone đã được cửa hàng này triển khai rộng rãi cho các nhân viên cài đặt và đồng thời giới thiệu cho khách hàng chưa biết đến ứng dụng này. Theo người sử dụng, ứng dụng đơn giản tiện lợi, dễ theo dõi mọi lúc mọi nơi và có thể kiểm soát nguồn lây trong một khoảng cách nhất định. Mình rất là an tâm khi dùng cái app này vì khi mình mở lên thì mình có thể kiểm tra được xung quanh mình là những người nào đang ở trong diện tình nghi của COVID, mình có thể tránh hoặc là mình có thể giảm bớt cái việc đi ra ngoài trong thời điểm đó. Hầu hết tất cả các bạn và nhân viên và đồng nghiệp với lại là tất cả đã tải về đây để mà khi mà mỗi ngày mà mấy bạn đi làm á, thì mấy bạn sẽ bật lên để mà mấy bạn có thể biết được khi mà khách vào có bị nhiễm bệnh hay không. Còn hơn nữa là tự các bạn sẽ bảo vệ, các bạn sẽ biết được bản thân của các bạn với nhau và giữ một cái khoảng cách để mà chung tay góp phần đẩy lùi COVID trong cái dịch bệnh này. Bluezone là ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 thông qua công nghệ định vị Bluetooth. Trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, khi người dùng có tiếp xúc, ứng dụng Bluezone trên điện thoại sẽ tự giao tiếp với nhau. Nếu có tiếp xúc gần trong khoảng cách 2m, thiết bị sẽ tự động ghi nhận, kể cả khi điện thoại đặt trong túi, tắt màn hình. Khi có một ca nhiễm bệnh, lịch sử tiếp xúc trong ứng dụng cho biết bạn đã từng tiếp xúc với người này hay chưa, nếu cả hai đều dùng Bluezone. Vì vậy, càng nhiều người cài đặt Bluezone thì hiệu quả bảo vệ càng cao. Ứng dụng Bluezone thì em cảm thấy đây là một ứng dụng rất là cần thiết trong cái tình hình bây giờ, bởi vì là cái tình hình dịch ở Đà Nẵng cũng đang khá là phức tạp và một trong những cái nguyên nhân đó là vì mình vẫn chưa lùng ra được cái F0. Thì khi mà mình sử dụng cái ứng dụng Bluezone thì nó góp phần ngăn chặn cái lây lan của dịch bệnh cũng như là hỗ trợ cho chính quyền truy lùng ra được những cái nguồn bệnh lây lan. Cá nhân em thấy là app khá là dễ sử dụng ấy, hầu như là chỉ cần mở nó ra và bật Bluetooth thôi thì em rất là thích. Vì nó cũng không có phiền phức cho em trong quá trình sử dụng những cái ứng dụng khác. Một trong những vấn đề mà người dùng quan tâm đó là đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân. Nguyên tắc hoạt động của Bluezone là bảo mật, ẩn danh và minh bạch nên mọi người dân có thể yên tâm sử dụng trong khai báo y tế cũng như các thông tin cá nhân. Vì đây là app của chính phủ và cũng như là có bộ y tế thì em tin tưởng là hoàn toàn tin tưởng về cái độ bảo mật thông tin của nó nên là em rất là sẵn lòng để cung cấp những cái thông tin cá nhân của mình cũng như là mở cả cái định vị của mình thì em thấy ok, không có vấn đề gì cả.
Việt Nam là hết sức tôn trọng cái quyền riêng tư và dữ liệu của người dùng. Tất cả những cái dữ liệu, những cái ứng dụng từ những cái app mà chính thức mà do ban chỉ đạo bảo trợ thì nếu có thu thập dữ liệu người dùng thì dữ liệu người dùng là được bảo vệ bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam của chúng ta và người dùng hoàn toàn có thể yên tâm vào điều đó. Theo tính toán, nếu một người cài đặt Bluezone cho 3 người khác thì chỉ trong khoảng 3 tuần, hầu hết người dùng sẽ được hệ thống bảo vệ. Việt Nam có khoảng 75 đến 80 triệu người trưởng thành đang dùng điện thoại di động. Nếu khoảng 60% số người, tương đương 45 đến 50 triệu người cài đặt Bluezone thì đạt hiệu quả tối ưu trong kiểm soát, truy vết, phòng chống dịch COVID-19. Việc cài đặt ứng dụng cũng như là sử dụng và khai báo thông tin của ứng dụng này khá là dễ dàng, chỉ vài phút là xong và ai cũng có thể làm được. Ngay bây giờ, quý vị hãy cùng mở máy để cài đặt ứng dụng này, cùng chung tay phòng chống COVID-19. Chúng ta hãy cùng nhau cài đặt ứng dụng Bluezone để bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng. Tôi đã cài Bluezone để bảo vệ mình và cộng đồng. Tôi đã cài đặt Bluezone, còn bạn? Chúng ta hãy cùng cài đặt để bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng. Vâng, một ứng dụng thực sự cần thiết với chúng ta. Và được biết là số lượt tải ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone tăng mạnh từ khi đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone ở Đà Nẵng và các tỉnh thành phố. Mục tiêu là đến ngày 10 tháng 8, ứng dụng Bluezone đạt 50 triệu lượt tải trên toàn quốc. Vâng, với hashtag là hãy cài đặt Bluezone đang hiển thị trên điện thoại của quý vị, cũng là thông điệp được các nhà mạng gửi đến người dân nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cài đặt ứng dụng Bluezone. Và nếu quý vị còn chưa cài đặt thì ngay bây giờ hãy cầm điện thoại lên và tải ngay ứng dụng Bluezone là chúng ta đã tự bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng.